Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Thành phố Châu Đốc trong ngày 5 tháng 1, Thành phố Châu Đốc ghi nhận 6 ca mắc mới trong cộng đồng 2, một trường hợp tại Khóm Mỹ Chánh, phường Chỉnh Mỹ; một trường hợp tại Khóm 8, phường Châu Phú A. Trong khu cách ly tập trung 1, khu cách ly Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang. Trong khu cách ly điều trị 3, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 1. Như vậy tính từ đầu đợt dịch đến nay, nâng tổng số F0 tại Châu Đốc là 3.062. Trong đó tái dân tính là 8, khối bệnh 2816, tử vong 153, một trường hợp tử vong từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đã có mã số bệnh nhân. Giờ tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 93, trong đó có 26 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11 năm 2021. Cách đi điều trị, bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 18, bệnh viện Nhật Tân, 9 F0. Ngoài ra bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 13 F0 của Châu Phú, 7 F0 của Tân Châu, 8 F0 của Phú Tân. 3 F0 của An Phú, 3 F0 của Đồng Tháp. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 9, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang 31, cách ly tại nhà hiện đang quản lý 26, mới 6, chuyển tầng điều trị 3, khỏi bệnh 1, cơ sở cách ly tập trung 39, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang 1. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 8, bệnh viện Nhật Tân 5 F1, ngoài ra bệnh viện Nhật Tân còn 7 F1 của Tân Châu, 7 F1 của Châu Phú, 1 F1 của tỉnh Biên, 4 F1 của An Phú, 6 F1 của Phú Tân. Tổng hợp tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 5 tháng 1. Tiêm mũi 1 là 27 liều, tiêm mũi 2 115 liều, tiêm mũi 3 40 liều, tiêm mũi bổ sung 64 liều, tiêm mũi nhắc 136 liều.